Tỷ tỷ đạp gió dậy sóng, Chipu được khẳng định nổi tiếng nhất Việt Nam, cộng đồng mạng tự hỏi có nói quá không? Sau màn ra mắt ấn tượng ở tập 1 của Tỷ tỷ đạp gió dậy sóng, Chipu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận Việt lẫn Trung. Thế nhưng những lời khen ngợi Chipu của đồng đội và báo chí xứ Trung lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội Việt. Theo đó, ngày 5 tháng 5, Chipu tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội Việt khi lần đầu lộ diện tại Tỷ tỷ đạp gió dậy sóng, chương trình hot đình đám ở Trung Quốc. Là một trong những nhân vật thuộc team nghệ sĩ quốc tế, đại diện Việt Nam vẫn còn khá xa lạ trong mắt hội chị em Hoa ngữ. Thế nhưng thật bất ngờ khi Ella, cựu thành viên nhóm nhạc SSI, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan, lại nhận ra Chipu. Nữ nghệ sĩ còn giới thiệu về giọng ca đóa hoa hồng: "Em ấy nổi tiếng lắm, cứ 10 người Việt Nam thì sẽ có khoảng 8-9 người thích và theo dõi em ấy." Sau khi chương trình lên sóng, lời giới thiệu của Ella SSI về Chipu ngay lập tức trở thành chủ đề khiến netizen Việt tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng idol Trung Quốc đang tung hô quá đà về mỹ nhân Việt Nam, khi trên thực tế Chipu không chắc sở hữu lượng người yêu thích hùng hậu đến như vậy. Chipu mà Ella nói chắc là Chipu ở một vũ trụ khác chứ không phải ở đây. Nổi tiếng vì có nhiều người biết đến thì đúng thật, nhưng mà 9/10 người yêu thích Chipu thì nên xem lại, vì nói vậy thì hơi lố thiệt đó. Việc đăng quay show nói quá một tí để tạo hiệu ứng cũng là điều bình thường, mong mọi người đừng quá khắt khe như thế. Có lẽ mấy nghệ sĩ Trung Quốc chỉ xem qua giới thiệu về Chipu rồi quay lại thôi chứ chẳng tìm hiểu kỹ đâu, nên việc họ nói Chipu nổi tiếng đến mức đó cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì đại diện Việt Nam đi thi nên khán giả trong nước cũng cần châm trước, nhiều người hâm mộ trong nước bình luận. Mặc dù tranh cãi là điều có thể xảy ra, song cựu thành viên SSI cũng đã một lần nữa khẳng định sự yêu thích và khen ngợi Chipu trên trang cá nhân. Ngày 7 tháng 5, trên trang Instagram, nữ ca sĩ, diễn viên Ella Trần Gia Hoa chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Chipu tại hậu trường quay show Đạp Gió 2023. Chipu nói: "Em ấy là fan của tôi, thật bất ngờ, em ấy là cô gái xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chipu chưa? Màn biến hình của em ấy rất tuyệt, đẹp như đóa hoa đỏ. Tôi rất mong chờ việc hợp tác của Chipu và các đồng đội mới trong ca khúc tiếp theo. Đến lúc đó hãy nhảy cùng chúng tôi nhé." Nữ diễn viên Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ khen ngợi Chipu. Trước đó, Ella được lựa chọn làm đội trưởng của sân khấu thứ hai. Khi biết ca khúc biểu diễn là Si Tình, Ella Trần Gia Hoa đã lựa chọn Chipu vào đội của mình. Ngoài ra, thành viên nhóm nhạc SSI cũng thường xuyên khen ngợi Chipu là ngôi sao xinh đẹp có sức hút. Theo Sina, Chipu là một trong những ca sĩ được chú ý nhất sau tập mở màn của show Đạp Gió 2023. Các chủ đề liên quan tới nữ ca sĩ sinh năm 1993 nhận được bình luận tích cực của khán giả Trung Quốc như việc Chipu học tiếng Trung từ nữ diễn viên Hồng Kông Thái Thiếu Phân hay tương tác đáng yêu giữa Chipu và Amber. Thậm chí còn có một trang mạng dành cho các khán giả yêu thích cặp nghệ sĩ Chipu và Amber được lập ra mang tên Thái Vân Chi Nam. Ella Trần Gia Hoa sinh năm 1981 là ca sĩ diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan. Cô là thành viên nhóm nhạc SSI, một trong hai nhóm nhạc nữ thành công nhất tại giới giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh Twice của Hồng Kông, cô từng làm giám khảo cho các show tuyển chọn thần tượng Trung Quốc như Idol Producer mùa 3, King of Mask Single China. Ella cũng là diễn viên nổi bật trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan Làm Mưa Làm Gió châu Á những năm 2000 với những tác phẩm như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Hoa Hồng Tình Yêu, Trần Mệnh Thiên Nữ, Tình Yêu Trượt Đến. Đạp Gió 2023, tên cũ Tỷ Tỷ Đạp Gió Dậy Sóng, là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ do Mango TV thực hiện. Trong chương trình, các ca sĩ nữ trên 30 tuổi cạnh tranh nhau để được công chúng quan tâm trở lại và ra mắt trong nhóm nhạc dự án. Trong các mùa trước đó, chương trình đều đạt tỷ suất người xem cao và lọt top những game show nổi tiếng nhất năm tại Trung Quốc. Qua đó, Vương Tâm Lăng, Jessica Jung, Jia cũng vực dậy sự nghiệp và thu về hàng loạt hợp đồng quảng cáo.